Tự tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng khuyên người tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không khen ngợi pháp tu ngược lại với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoan hỷ khen ngợi người tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Tự tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng khuyên người tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, không khen ngợi pháp tu ngược lại với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoan hỷ khen ngợi người tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Tự tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng khuyên người tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, không khen ngợi pháp tu ngược lại với pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoan hỷ khen ngợi người tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Tự an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Cũng khuyên người an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh, không khen ngợi pháp ngược lại sự an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh, hoan hỷ khen ngợi người an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Tự an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Cũng khuyên người an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không khen ngợi pháp ngược lại sự an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoan hỷ khen ngợi người an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Tự an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng khuyên người an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, không khen ngợi pháp ngược lại sự an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, hoan hỷ khen ngợi người an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Tự tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, cũng khuyên người tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ, không khen ngợi pháp tu ngược lại với tám giải thoát cho đến mười biến xứ, hoan hỷ khen ngợi người tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ. Tự tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng khuyên người tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, không khen ngợi pháp tu ngược lại với tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, hoan hỷ khen ngợi người tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Tự tu mười địa Bồ Tát, cũng khuyên người tu mười địa Bồ Tát, không khen ngợi pháp tu ngược lại với mười địa Bồ Tát, hoan hỷ khen ngợi người tu mười địa Bồ Tát.